đi. Ui dồi, anh chân vàng. Chắc anh nhận thân được nhà mình phê quá đúng không? Thế bây giờ nhanh đi, 232. Bây giờ anh tặng cho anh em một con thắt lưng. Ở đây có anh trai nào muốn chơi một con thắt lưng hàng chính hãng đi chơi Tết không? Comment cho em số 1 ở đây. Đây các anh cảnh ơn. Đây các anh cảnh ơn. Trên tay em đang cầm là siêu phẩm hàng thắt lưng hàng chính hãng 100%. Con này hàng đến từ Anh Quốc, các anh nhìn cho em này. Lưng hàng chính hãng từ Anh Quốc ấy, thì mặt của nó phải là đúc đồng, phủ ceramic sơn tĩnh điện, khóa tự động. Mã áo da là áo da hiệu, kèm cân nặng, kèm số thoại anh Nguyễn Cường nhé. Chào vâng, con áo da đây. Các anh nhìn cho em này, khóa tự động, dây của nó dây nguyên tấm, dài một lên tới là 1m25, máy viền thủ công cực kỳ tinh tế cho anh em như này. Đừng anh nào so sánh một con thắt lưng thị trường bán trên 700.000 với những con thắt lưng ối dầu ôi như này. Những con thắt lưng ối dầu ôi nó sẽ không có logo dập hiệu ở đây, mới có feedback thắt lưng nha em, cả anh trai Nguyễn Thiện nha, tí em sẽ dơ lên. Những con thắt lưng ối dầu ôi hàng 300-400.000 vào chợ nó bán, nó chỉ là dây ghép thôi, hai lớp như này, dùng khoảng 3-4 tháng nước lôi vào nó sẽ hỏng như này đúng không, nó sẽ bong ra như này, mình phải mất công mua cái mới. Bây giờ các anh ơi, em tặng cho 15 anh trai đầu livestream, các anh comment cho em cú pháp là quà thằng có mang quà Tết đúng không, thế comment cho em cú pháp là tặng đi, tặng kèm số điện thoại. 15 anh trai comment em sẽ được săn em nó với giá là 39.000. Có áo thun không em có ạ, từ từ anh trai số 2 của em nhá. Đeo đi thì đẳng cấp rồi, đừng anh nào thắt lưng đẻo. Kể cả có thắt lưng đẻo chăng nữa cũng không có giá 39.000 một con thắt lưng. Dây nguyên tấm như này, dài 1m25, chấp tất cả mặt bị hồng rượu. Quan trọng nhất này, ngày mặt quan trọng nhất mình có còn ăn nhanh để được chốt đơn hay không thôi. Khoảng ông nào được chốt đơn thì sướng quá rồi, đúng không? Nhân hàng tiền trong túi mình mà, không sợ bị lừa. 39.000 lừa nào được. Đây các anh nhìn này, đeo này nó đẳng cấp như này, quá tự động này, dây dài 1m25 này.